Rồi, chào mừng các bạn đến với Việt Nhạc Center. Thì hôm nay mình sẽ đập thùng một cây violon chính hãng của Yamaha. Đó, mã của nó là V3SKA. Đó, còn 44 này là cái size của nó. Thì đối với cái hàng dòng này, nó sẽ có 3 size 44 nè, 34 và 12. Thì hôm nay mình sẽ khui cái hàng 44 cho các bạn xem. Trong thùng đàn nó sẽ cho các bạn một cái phiếu bảo hành. Đó, phiếu bảo hành của chính hãng nha. Nó có tem chống hàng giả trên này luôn nè. Đó, ở đằng sau nó sẽ chỉ các bạn kích hoạt để bảo hành nó như thế nào. Đó. Cây đàn này được Yamaha họ bọc rất là kỹ nha các bạn. Cái hộp của nó rất là cao cấp. Cái hộp này được nhà sản xuất họ làm bằng nhựa ABS, nhựa cao cấp. Đó, nó là hộp cứng luôn. Đó. Đây, cái hộp của nó nè các bạn. Trên cái hộp của nó sẽ có cái logo luôn. Đó, được đóng trực tiếp lên hộp luôn nè. Nó sẽ để tên hãng nè. Đó, violon size bao nhiêu. Ví dụ, cây của mình khui cho các bạn xem là size 4/4. Nó sẽ khắc lên là 4/4, hoặc là các bạn mua 3/4 thì nó sẽ để 3/4 hay là 1/2. Đó, rất nhìn rất là sang trọng, rất là cao cấp luôn. Đó. Đây là nhân vật chính của chúng ta này. Nguyên siêu, chưa bóp tem ra luôn. Đây, nó để riêng cho các bạn nè. Đó. Thì đối với cái hàng này, đó, cái hàng mà gót dây của nó sẽ làm bằng gỗ luôn các bạn. Đó, của nó là cái cây này nó làm bằng gỗ mun nha. Đó. Trước nè, mặt sau nè, khóa của nó cũng được làm bằng gỗ luôn. Đó. Với những cái dòng cao cấp thì mọi thứ nó là gỗ hết, còn những dòng thường thì những cái khóa này nó sẽ được làm bằng nhựa nữa. Đây, mình sẽ cho các bạn xem chi tiết cận cảnh của nó. Đây. Đó. Trước nè. Đây, sao? Nó có một cái này, bị kéo, cái cần bị kéo này, cái cây này nó cũng được làm bằng gỗ luôn chứ không phải làm bằng nhựa nha các bạn. Đây, nó sẽ cho các bạn hai cái cuộn dây. Đó. Đây là cái cục nhựa thông của nó để các bạn cuốc sáp dây á. Chân này nó sẽ là dành riêng cho violon thôi. Các bạn để nè, các bạn để vô là nó khóa lại, không có sợ nó rớt ra. Đó. Còn cái đây, cái vỉ nè, nó sẽ có cái đồ máng lên cho các bạn. Thì ở cái chân này, ở video trước mình có làm cái clip rồi. Mình sẽ để cái phần mô tả dưới cho các bạn bấm vô xem cái chân này nó như thế nào luôn. Đây là khi mà mình để một cái sản phẩm hoàn thiện. Đó, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Nếu thấy hay hãy để lại một like, một share.